cắt dây diều. Mười bảy, mười chín. Ôi, 18, 20. Ngang tài ngang sức. Ba luôn. Ba luôn. Ôi trời.
Thế là thua hả? Ra ngoài à? Ôi giời. Phản đến nhà rồi. Phản đến nhà. Sao? Ui. Cứ đánh mệt thì thôi. Ôi kìa. Đôi này có vẻ yếu hơn rồi. Khởi động tốt thế mà vào trận. Không được kia. Tập chứ. Chúng ta tưởng ở ngoài con rỡ. Ôi gây mông tay rồi. Phối học không ăn ý. Rồi. Bốn sao? Bốn chín. Ủa? Bốn chín. Bốn chín. Năm chín. Sáu chín. Hello, xin chào các bạn. Sắp hòa, sắp đều rồi. Quả nữa thôi. Đều rồi, trận mới chưa? Bác có đánh luôn rồi. Hay là chứ gì? Đang thi đấu hai bạn. Ây giời ơi. Đây rồi. Ôi thật ơi. Đây rồi. Alo. Ôi trời ơi. Ngoài rồi. 12. 12 người. Quá nhỏ. Quá nhỏ. Mười ba. Mười ba. Ôi trời ơi, chết rồi. 14. Không được hai mấy một lúc. Bao nhiêu thì hết trận. 10. Ôi, quả đấy bỏ hơi đấy.
Thôi, 13. Chiến. Ôi giời ơi, thôi lại hệ biếu quả. Mắt kéo rồi đấy. Bao nhiêu thì hết một set hả mẹ? Một trận. 25. Dạ. 22 rồi. Không đạt rồi. Đạt rồi. Rồi. Cố dãy xem được quả nào thì được. Ngoài rồi. 6. Sẵn tường rồi. Cẩn thận lại lật ngược tình thế đấy. Thôi bác. Hai tư rồi. Bỏ cuối cùng. Ôi 25. Hết xếp.